thành xưa, Hải Phòng thành phố cảng đi sau, về trước cả Hà Nội. Với hơn 130 năm phát triển, thành phố cảng Hải Phòng là một trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Phòng giữ vị thế đứng thứ 3 cả nước, bên cạnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hải Phòng ngày nay từng là cảng Ninh Hải thuộc tỉnh Hải Dương. Nơi đây đóng vai trò là cửa ngõ giao thông quan trọng của vùng Bắc Bộ bởi địa thế nằm trên chi lưu của sông Hồng, sông Thái Bình. Bên cạnh đó, thực dân Pháp cũng coi Ninh Hải là con đường chiến lược để tiến vào Vân Nam, Trung Quốc. Sau hòa ước Giáp Tuất, nhà Nguyễn và Pháp lập nên một cơ quan thuế vụ chung, quản lý việc thương mại gọi là Hải Dương Thương Chính Quan Phòng tại cảng Ninh Hải. Năm 1887, người Pháp cho thành lập tỉnh Hải Phòng tách từ tỉnh Hải Dương. Đến năm 1888, thành lập thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An trên cơ sở tỉnh Hải Phòng cũ. Đến năm 1962 thì tỉnh Kiến An được nhập về thành phố Hải Phòng. Để thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất 1897 đến 1914, Pháp chọn cảng Hải Phòng là đầu mối giao thông của cả Bắc Kỳ. Trong suốt 3 thập kỷ đầu thế kỷ 20, người Pháp đã đầu tư xây dựng, mở rộng và hiện đại hóa thiết bị của cảng Hải Phòng. Đến năm 1923, cảng đã có 6 hệ thống cầu tàu biển, một cầu tàu sông, một số cầu tàu xi măng cho xà lan, các cầu gỗ và hệ thống đường ray nối liền các kho hàng, bến bãi cùng cần cầu phục vụ việc bốc dỡ hàng hóa. Dù thành lập muộn hơn Hà Nội, nhưng Hải Phòng là đô thị phát triển vượt bậc khi có điện thắp sáng công cộng sớm nhất ở Đông Dương, tập trung nhiều cơ sở công nghiệp cơ khí và sửa chữa và đóng tàu sớm nhất ở Bắc Kỳ, có nhà hát thành phố trước thủ đô cả thập niên